Pháp hành của Phật giáo. Băng thứ 5, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Người đã giải thoát hết thải là đã dứt hết thải buộc ràng, là người đi đường đến đích, chẳng còn chi lo sợ. Nghĩa là cái người mà gọi là giải thoát là cái người dứt hết các sự buộc ràng, tức là thất kiết sự. Thì như vậy mới có thể mà gọi là giải thoát, chứ không phải giải thoát là chúng ta ngồi thiền nhập định có thần thông phép tắc gọi là giải thoát đâu. Không phải đâu. Muốn dứt hết các ràng buộc đó thì chúng ta phải tu tứ chánh cần. Bởi vì chúng ta biết rằng các cái sự ràng buộc đó đều là ác pháp, nó không phải là thiện pháp. Cho nên chúng ta tu tập tứ chánh cần là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng giữ gìn ở trong pháp chánh niệm tỉnh giác, để cho các pháp ác không sanh khởi. Và khi nó đã sanh khởi thì chúng ta mau mau dùng định vô lậu để mà quét sạch nó ra, đặt nó xuống, không có cho nó tăng được. Đó là chúng ta có những cái pháp tu tập như vậy đó. Có những cái pháp có giá trị để tu tập, để giữ cho tâm chúng ta luôn luôn được giải thoát hoàn toàn, được thanh thản, được an lạc. Nó không có một chút gì lo sợ, một chút gì thương ghét, một chút gì giận hờn trong đó nữa. Đó là chính các con phải nỗ lực thực hiện các pháp này. Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, phải nỗ lực thực hiện. Đây là pháp đầu tiên để chúng ta đi vào thiền định, cũng là pháp đầu tiên để thực hiện con đường giải thoát. Bắt đầu vào, bắt tay vào là chúng ta đã thấy ngay có sự giải thoát liền. Nghĩa là không tu thôi, tu là có giải thoát liền tức khắc. Cho nên phải mạnh dạn, phải nỗ lực, phải thực hiện cho kỳ được, chứ không thể nào mà tu sơ sơ được, tu ít được, mà tu hết sức mình để sớm chừng nào tốt chừng nãy. Vì các con còn phải cứu giúp biết bao nhiêu người đang chết đuối, đang sắp sửa chết đuối ở trong Phật pháp này. Những kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, dí như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao, cái nhà ao hồ của chúng không có chút tiếc nhớ. Nghĩa là chúng ta rời khỏi, chúng ta mà mạnh dạn mà giữ chánh niệm ở trong cái chánh niệm tỉnh giác này để ngăn chặn các pháp ác á, mà không ưa sống ở tại gia đình của mình. Tại gia tức là sống ở trong gia đình của mình, anh em cha mẹ vợ con này kia, sống không bao giờ mà có thể chúng ta ra khỏi sự đau khổ này. Cho nên ở đây thầy muốn nhắc là cái câu pháp cú này ví như một con ngỗng mà nó rời khỏi cái ao nhà của nó bỏ đi rồi, nó không còn nhớ tiếc chút nào hết, nó cứ tiếp tục nó đi luôn luôn hoài hoài theo dòng nước mà chạy đi. Thì ở đây chúng ta dí mình cũng như một con ngỗng mà rời khỏi cái ao nhà nó rồi thì mãi đi luôn chứ không có nghĩ trở lại như thế nào. Tùy duyên ở những cái người ở trong gia đình của mình, có duyên thì mình độ, tiếp tục độ họ để mà giải thoát. Mà không duyên bây giờ dù mình có sống ở trong nhà, mình có dạy bảo họ cũng chẳng nghe. Cho nên ngày xưa có một vị tỳ kheo khi xuất gia tu hành theo Phật thì ngài ngài có vợ và sắp sửa sanh đứa con, ngài ra đi. Thì lúc bây giờ ngài đi tu thì bà vợ ở nhà sanh ra đứa con. Thì sau 3 năm ngài được cái đoàn chúng tăng đi về cái khu vực của cái quê của ngài ở, cái nơi gần bên nhà ngài ở. Thì cái bởi vì ngày xưa Đức Phật cái du tăng khất sĩ cho nên không có ở đâu một chỗ nào hết. Cho nên từ cái ngày mà ngài theo Phật rồi đi từ xứ này đến xứ khác mà không có dịp mà trở về cái quê hương của mình. Hôm nay cái đoàn tu sĩ đó nó mới được trở về quê hương, thì 3 năm rồi nó mới trở về đó. Thì bà vợ của vị tu sĩ này đó nghe tin rằng chồng mình ở trong cái đoàn tu sĩ này được trở về đây mà chờ mãi không thấy ông ta về. Tưởng đâu là ông về được đây thì ông thế nào cũng ghé ông thăm, nhưng mà không ngờ ông không ghé thăm. Cho nên bà mới lần mò, mới đi vào ở trong cái khu rừng nơi mà các vị tỳ kheo ở đó để mà dò hỏi, thì rõ ràng là chồng bà đang tu ở cái gốc rừng đó. Cho nên hôm đó thì bà mới sửa sang trang điểm rất đẹp, mặc đồ rất là sang đẹp, rồi đồng thời thì bà ẵm theo đứa con bà đã sinh ra. Sau khi đón đầu cái vị tu sĩ này, đón đầu chồng mình á, thì bà nói những lời rất là ngon ngọt, kêu anh kêu em rồi xưng em rồi rất là ngon ngọt. Nhưng mà vị tu sĩ này vì phòng hộ sáu căn, vì tu tập
Cho nên đối với Ngài đã quen đi với cái sự phòng hộ, cho nên luôn luôn mặt nhìn xuống mà không ngó lên. Do đó người vợ nói đã đời, tiếng nói rất là ngọt ngào, êm thấm vô cùng. Thế mà ông lặng lặng, ông bước đi, ông tránh qua, rồi ông bước đi, ông không hề nói một lời nói nào hết, mà cũng không hề là nựng con của mình như thế nào hết. Mà khi ra đi thì con chưa sanh, mà bây giờ về con đã sinh ra mà cũng chẳng cần nhìn mặt nó ra như thế nào nữa. Con người tu sĩ của đạo Phật sao mà vô tình đến đổi mà không thể tưởng tượng được. Cho nên ông lách qua, ông đi kinh hành, ông không có nhìn mặt vợ, cũng không có nhìn con như thế nào ấy, mà cũng hỏi thăm rằng 3 năm nay em đói khát làm sao, có ăn không, cũng không bao giờ hỏi thăm như cái gì cả, đi luôn. Bà ta tức giận quá, ông chồng tu theo đạo Phật này sao mà vô tình đến cái mức độ lời nói của mình ngọt ngào như đường, thế mà chẳng ra gì hết. Ông chẳng biết đường mật nó ngọt như thế nào, mà bây giờ nói vậy mà ông chẳng có còn biết đường mật gì nữa. Cho nên bà mới chạy tắt ở trong rừng, bà chạy ra, bà đón đầu một lần nữa. Kỳ này bà không có ngọt ngào nữa, mà bà làm hung dữ. Bà mới nói với ông chồng: từ ngày anh đi tu tới giờ đó, tôi ở nhà tôi sinh con, tôi chịu cực khổ, tôi nuôi nấng cho tới bây giờ, thì bây giờ con anh tôi trả anh nè, anh nuôi làm gì làm, tôi không có cần nuôi nó nữa đâu, tôi quá cực khổ rồi, anh là con người bạc tình bạc nghĩa, không có tình nghĩa gì hết. Cho nên bà ta nói như vậy rồi, cái bà chọt vô đứa con đau, nó khóc ré lên, rồi bà quăng nó xuống đường ngay giữa vị tỳ kheo đang đi, quăng xuống đường để nằm đó, rồi bà chạy và bỏ đi. Vị tỳ kheo này lặng lặng bước tránh qua rồi đi, chứ cũng không ẵm đứa con lên mà dỗ nó, con nín đi hay này kia, cho nên đi luôn qua. Do đó bà thì bà đâu có bỏ con bà được, cho nên bà đau lòng khi nghe con nó nằm nó lăn khóc thì bà đâu có chịu nổi, cho nên chờ ông ta đi qua rồi bà chạy ra bà ẵm con. Bà mới nói thiệt ra những bậc tu sĩ, bậc những vị tỳ kheo đệ tử của cô Đàm, thật là mới là bậc giải thoát, nó không còn dính mắc nữa. Cho nên cuối cùng thì bà về bà nuôi con bà. Bà nuôi con bà cho nó lớn đúng 7-8 tuổi, rồi bà gửi vào ở trong tăng đoàn đi theo Đức Phật mà tu. Còn bà thì bà xuất gia, bà theo sinh Phật xuất gia theo bên nữ bà tu. Cho nên cuối cùng bà cũng thành A-la-hán, mà đứa con cũng thành chứng quả A-la-hán. Cả gia đình người ta, vợ chồng con cái đều thành quả A-la-hán. Là vì một cái hành động giải thoát của vị tu sĩ này đã độ vợ con mình tu tập. Còn nếu mà cỡ ông vị tu sĩ này mà rờ rẫm con, hoặc là thấy quăng con khóc như vậy, động lòng gọi là từ bi của các con đó, cũng như bây giờ các con thấy như bây giờ có một số huynh đệ của mình vắng mặt mà không được ở đây học những cái pháp này, các con thì không thấy được nhân quả. Cho nên thấy cũng thương xót, mình được học mà người khác không được học, cái lòng từ bi đó thì các con không thấy nhân quả. Cho nên vì vậy mà mình cũng ước ao cho được những người đó được mà nghe được cái pháp thầy giảng dạy. Nhưng các con đừng có lo nghĩ, hãy lo cho mình đi, đừng có lo đi. Mà mình lo như vậy thì những người đó cũng không độ họ được gì, mà họ đủ duyên họ thì một ngày nào đó họ cũng được nghe pháp này, chứ không có mất đi đâu hết. Vì pháp mà thầy đã giảng thì nó sẽ còn lưu lại, nó còn lưu lại, bởi vì nó là pháp bảo của Phật, được triển khai với một sự kinh nghiệm tu tập của thầy. Nó không phải là một cái pháp do tưởng giải ra, mà là do cái pháp có sự thực hiện tu tập thật, có sự giải thoát thật, chứ không phải là một cái pháp tầm thường do cái sự kiến giải bằng cách chưa tu mà nói ra những cái ý này, thì nó không hay chút nào đâu. Cho nên ở đây nói thì thầy bảo các con suy ngẫm cái lời thầy nói có đúng, khi mà mình thực hiện mình có thấy đúng không. Nếu mình thấy đúng, có sự giải thoát thì lời thầy nói đúng, mà nếu không có sự giải thoát tức là lời thầy là kiến giải mà thôi, tưởng giải mà thôi. Cho nên khi ở đây mỗi một cái tâm niệm chúng ta khởi lên mà như vậy thì các con cũng như các thầy thấy nó là ác pháp. Vừa rồi thì mật hạnh có khởi lên một cái niệm, cho nên mới xin phép thầy để mà mượn cái điện thoại gọi ra ngoài Hà Nội cho chính đức về đây được nghe pháp. Là vì mật hạnh nghĩ rằng cái ơn của chính đức đã giúp mình những thuốc thang bằng cái này cái kia,
Cho nên vì vậy mà bây giờ muốn trả một chút nhỏ ơn, nhưng mà Mật Hạnh chưa thấy nhân quả, cho nên vội vàng gọi Chánh Đức để vào đây được. Thì hôm nay thì chắc chắn là Chánh Đức lo gói hành lý để mà lên tàu hỏa, để mà vào Nam để mà nghe Pháp. Nhưng mà đến đây không biết là có được nghe kịp hay không, hay là thầy cũng đã giảng hết rồi. Đó là một cái nhân duyên của Chánh Đức mà thôi. Còn các người khác thì như bên nữ thì cũng có một số, rồi bên nam cũng có một số, mà không có đủ cái duyên mà được nghe Pháp, thì dù bây giờ có muốn cũng không được, có muốn họ cũng không nghe được. Cho nên họ có đủ phước thì nó sẽ có người hỗ trợ cho họ được nghe Pháp. Cho nên chúng ta hãy, bây giờ chúng ta hãy nỗ lực chúng ta tu. Ngày nào đó những cái người đó họ do một cái nhân quả của đời trước với mình như thế nào đó, thì bắt đầu đó, mình tu xong rồi mình sẽ độ họ, mình sẽ dạy họ. Thì những người đó, thí dụ như bây giờ thầy nói như cô Hạnh Minh, hoặc là cô Diệu Hồng, hoặc là Thúy Trang, hoặc là má nó, đều là có những người đều có gieo duyên với Phật Pháp. Nhưng vì cái duyên Phật Pháp đó chưa có sâu, cho nên nó chưa có thấy được cái chánh pháp, hễ hơi động một chút xíu là bỏ đi, tưởng là mình đã hay, nhưng mà không ngờ hiểu lạc một chút xíu là tưởng là mình rời khỏi nơi đây á, thì mình sẽ ở trong thất nỗ lực tu tập thì chắc chắn được giải thoát. Còn ở đây thì bị lao động, bị làm này kia nọ thì nó không được giải thoát. Nhưng mà sự thật không phải đâu. Chính cái chỗ mà tu tập giải thoát mà bằng cái cụ thể thực á, thì như các con cũng đã biết rằng mình trực tiếp lao động, mà mình phải giữ độc cư như thế nào. Ở đây thầy phải nói rằng, thầy lưu ý, thầy để ý á, thì Từ Nguyện là một cái người mà tu tập giữ hành độc cư rất đúng. Bởi vì lúc mà thầy ra bếp nửa đêm mà thầy ra thầy phụ cố á, thì đúng rất đúng giờ nó mới ra. Nhưng mà thầy thấy rằng ra đó, thì tức là nó không hỏi gì hết, cái chuyện gì của nó làm thì nó cứ nó làm thôi. Cho nên thầy thấy nó, đó là một cái hành độc cư của nó. Cho nên hầu hết là các con cũng nên, khi mà làm việc nên tập những cái hành độc cư như vậy. Đừng có thèm hỏi một cái gì hết, chuyện của ai nấy làm. Mình biết công chuyện đó là mình cứ làm thuộc lào công chuyện đó. Cũng như mấy ông thầy chùa mà tụng Bát Nhã vậy, họ thuộc lào rồi, họ nhắm mắt họ không có nhớ vậy, họ đọc lia lục lịa đó cũng thuộc. Các con thấy khi mà đọc cái chú giảng sanh không, họ đọc lia đọc lịa họ đâu có nhớ đâu, mà họ đọc họ không sai một chữ nữa, đó nó lào rồi. Thì công việc của mình giữ độc cư là công việc làm nó cũng lào rồi, cho nên cứ làm mà thôi, chứ còn không nói gì hết. Công việc của mình ra đó thì mình tiếp ngay công việc của mình làm, không hỏi vậy. Mình thấy ai bỏ cái công việc gì đó mà có thể mình làm được thì mình cứ làm công việc đó, thì mình làm, thì như vậy là mình mới giữ trọn vẹn độc cư. Và do giữ trọn vẹn độc cư thì cái ác pháp nó không do cái kẽ hở đó mà nó sinh ra. Cho nên mình tu ở trong cái chánh niệm tỉnh giác của mình rất tốt. Vì vậy mà ở bên Nam thì như các con thấy là mình giữ được cái hành độc cư, mình không có đến thất này thất kia thất nọ đó, thì đó tức là không có kẽ hở. Mà không có kẽ hở thì ác pháp không sinh ra. Mà cái ác pháp không sinh ra thì chúng ta đã giữ được thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp chứ gì. Mà nếu mà trong khi có một mình mà nó có kẽ hở, để cho kẽ hở nó sinh ra, là tại vì mình thiếu cái pháp chánh niệm tỉnh giác định, mình thiếu tu cái pháp đó. Hay không các con thấy, nếu mà trong khi thầy ngồi đây thì thầy nương hơi thở, mà thầy xả ra thầy nương hành động, thầy quét sân thầy nương hành động, có mình thầy thì nó đâu có kẽ hở gì, cái pháp chánh niệm tỉnh giác nó làm cho chúng ta ngăn chặn được cái pháp ác không sanh. Phải không? Nó do cái pháp đó mà nó ngăn chặn được, vì chúng ta luôn luôn ở trong hành động, cho nên hành động đó nó làm cho cái niệm của chúng ta không khởi. Mà bây giờ chúng ta đến thất người khác là tức là kẻ hở để cho cái niệm ác nó sanh đó. Mình mở miệng mình nói chuyện là cái ác pháp sanh ra rồi đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết được, chúng ta nỗ lực chúng ta thực hiện. Vì vậy mà thầy nói độc cư là bí quyết thiền định để mà chúng ta thực hiện được tạo giải thoát. Cho nên các con rời khỏi ra đây, các con nghĩ rằng mình sẽ độc cư cái gì, nhưng mà khi mà ra rồi các con không độc cư được đâu. Bởi vì cái nhân duyên các pháp ở bên ngoài, thân thọ tâm pháp mà, các con nhớ cái pháp là cái pháp sau cùng đó, mà nó làm cho các con bị trôi lăn ở trong các pháp ác, nó lôi cuốn các con ở trong các pháp ác. Khi mà ra rồi, ai mà ở trong tu viện chúng ta thấy sống như thế này buồn lắm á, cô đơn mà có mình đâu có nói chuyện ai, nhưng mà đi ra thì vui lắm. Nhưng mà các thầy thấy là khi mà vui đó thì pháp ác nó xâm chiếm các thầy, tan nát ở trong cái đầu của các thầy hết rồi. Cho nên pháp thiện nó để bị mất rồi đó. Cho nên nỗ lực tu tập, thầy thấy ở đây mặc dù lao động làm công việc, nhưng mà Từ Nguyện thầy tin rằng nó sẽ sớm đạt được cái kết quả rất tốt, là giữ được các
giữ gìn được cái áp pháp, không khởi, không tăng trưởng. Và cách thức mà tu tập về cái niệm hơi thở thì nó cũng vững vàng lắm, vững vàng lắm, chứ không phải là không vững vàng. Trước kia thì nó tu có những cái pháp nó tu sai, như là thiền sức hồn này kia là nó tu sai, nhưng mà sau khi từ ngày mà nó về đây nó tu, nó được tin tưởng và nó nỗ lực, và qua nó giữ gìn đúng những cái hạnh, cho nên từ đó nó có yên ổn nhất là trong tâm của nó. Thiện pháp nó tràn trề, nó làm cho ác pháp không có xâm chiếm. Do nương vào những cái hạnh như vậy mà chúng ta sẽ thấy được vậy thôi. Có ví dụ như bây giờ thầy nói về cô Diệu Hảo chẳng hạn, cái sự việc ở bên ngoài nó như vậy, chứ nó đập cô Diệu Hảo, nó làm cho cô cái tâm nó, cái ác pháp nó sẽ sinh khởi, nó không đơn giản đâu. Cho nên nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Mà cô Diệu Hảo là người quyết tâm tu lắm đó. Cho nên thầy thấy từ 30 phút cô vẫn ngồi mà không tầm không tứ, là kể như là cô cũng xả hết mình đó. Chứ nếu mà xả lơ mơ đó, cái tài sản của cô ở dưới đó, cái kiểu sống của cô là cái người biết làm kinh tế sống đó, rồi cái môi trường mà cô sinh ra nó cũng nhằm ở trên cái môi trường làm kinh tế sống nữa. Cho nên mà cô là một người biết tổ chức, mà cô dẹp bỏ, mà cô tu tập được 30 phút không vọng tưởng, là các con thấy cũng không phải là quá chuyện thường đâu. Nhưng mà thầy thấy là cô tiếp tục mà cô xả tâm cô nữa, thì từ 30 phút này cô sẽ đi vào thiền định một cách rất dễ dàng, không có khó khăn đâu. Nghĩa là chỉ cần xả thêm, tu tập đúng cái ác pháp và thiện pháp, ngăn chặn nó để tăng trưởng các thiện pháp, thì cô sẽ ra lệnh, cô Diệu Hảo sẽ ra lệnh, nó phá âm thanh, không còn nghe âm thanh, và nó phá các hành, nó ngưng hoàn toàn. Thì chừng đó cô sẽ làm chủ được sự sống chết của cô trong cái tứ thiền. Nó chỉ còn một bước nữa. Và hôm nay thầy giải pháp hành để cho các thầy thu ngắn được cái thời gian tu tập, biết được cái chỗ nào mình tu tập để cho nó thu ngắn cái thời gian. Cho nên thầy xác định trên cái sự thu ngắn thời gian, nếu mà cái sự tu tập của chúng ta từ lâu đã, nó đã thuần thục ở trong cái hơi thở rồi, mà hơi thở là cái pháp trợ duyên cho các pháp thiền định, mà đã thuần thục, đã quen với hơi thở rồi, mà bây giờ chúng ta đã xả được cái tâm, thì cái hơi thở đó sẽ nương vào mà tịnh chỉ tất cả cái gì mà chúng ta muốn. Nương vào hơi thở, bảo thân này phải thể hiện như thế nào thì nó sẽ làm như thế này. Đó thì những cái mà chúng ta sẽ sắp sửa bước vào những cái giai đoạn mới của cái những giai đoạn mới giải thoát của tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta thực hiện được tứ chánh cần xong rồi thì con đường thiền định rất dễ dàng. Mà cô Diệu Hảo không phải là còn nhỏ tuổi đâu, nghĩa là cái sanh tử, cái luân hồi nó sắp sửa nó đuổi theo, cũng như là một cái người chăn trâu mà họ xách cái cây gậy họ lùa cái bầy trâu vậy đó. Thì cái sự mà sanh tử nó cũng lùa chúng ta như vậy, nó lùa cho đi mau để mà mau chết chứ không có gì. Cho nên ở đây mà nếu mà rút tỉa từng những cái kinh nghiệm của nhau mà chúng ta nỗ lực tu tập, chúng ta đừng có nghĩ ra ngoài. Người ta có duyên thì sẽ có cái phước báo, cũng như chánh đức, nó có duyên cho nên nó khiến cho thầy Mật Hạnh đi gọi điện thoại, chứ còn ai mà gọi làm gì. Cũng như vì cái duyên, cái nhân duyên của chân huệ, nhân duyên chân huệ như thế nào, là một người có phạm lỗi, biết sám hối, biết chừa những cái lỗi đó, do cái nhân duyên mà biết giữ gìn những cái thiện pháp, mà khi mà được giảng về cái các pháp này á, thì thầy nói ngay cố là hãy cho chân huệ về đây tu tập, và hãy báo cho chân tịnh hay rằng mặc dù chân tịnh là một cái người không nghe lời thầy, phạm rất nhiều, không chịu sám hối, chừa bỏ, nhưng dù sao đi nữa chân tịnh cũng là người ở đây rất lâu đối với thầy, và cũng có công rất lớn đối với thầy. Đi từ chỗ này đến chỗ kia, chân tịnh chịu cực khổ chở thầy đi tới đi lui trong cái thời gian mà ở Phước Hải tổ chức những cái tu viện ở đó, thì chân tịnh là người rất cực khổ với thầy. Cho nên bây giờ là những cái giờ phút cuối cùng mà thầy dạy về cái giới hành á, là phải trợ giúp cho chân tịnh nghe. Cho nên thầy nói cô Út, bây giờ ra cho chân huệ hay bảo về học tập, và cho chân tịnh biết để về, tùy duyên của nó, nhân quả của nó, chứ còn thầy không nghe. Nghĩa là đó là những cái mà có cái sự nhân duyên, bởi vì do cái sự mà biết sám hối, biết hối hận. Còn những người khác thì họ không có biết sám hối, biết hối hận, lẽ ra những cái lỗi lầm đó
thì họ phải về sám hối với thầy sau một cái thời gian. Ví dụ như sau thời gian thì mình phải thức tỉnh chứ. Ví dụ như mình biết những cái đó mình hờn giận trong bụng mình như vậy á, thì đó làm cái sai, thì mình về xin sám hối với thầy. Con thấy trải qua thời gian vì cô Út cổ đập như vậy làm cho con thấy nó bực quá, cho nên lúc bây giờ con không có làm chủ động được mình, cho nên chưa đủ cái lực mà để mà trao dồi tu tập cái tâm của mình để cho giải thoát, cho nên con thấy con có cái lỗi để giữ ác pháp trong tâm của con. Xin bây giờ con xin về sám hối với thầy. Thì khi mà sám hối như vậy đó, thì tức là trong cái giờ phút mà học những cái này á, thì làm gì thầy cũng nhắc cô Út là cho gọi về hết. Bởi vì những người biết lỗi, biết cái lỗi của mình. Còn những người, người ta chỉ cố chấp, người ta giữ gìn cái ác pháp đó, người ta cho rằng không lỗi, mà lỗi là tại cô Út, cho nên người ta không thấy. Chứ sự thật ra khi mà các con cũng như là mấy cô mà về đây tu tập, mắc mớ gì mà để làm cho giận hờn nhau làm gì? Nếu mà không phải con đường tu thì chúng ta đập phá nhau để làm gì? Vì con đường tu chúng ta nhắm vào cái chỗ giải thoát của tâm cái người mà tiến tới sự giải thoát. Cho nên chúng ta mới đập phá nhau để chúng ta thấy được cái tâm giận hờn, phiền não, còn ác pháp trong tâm của mình, còn ghét, còn thù, để cho mình biết. Nhưng mà sau thời gian các con thấy thời gian dài như vậy mà các cô không thấy được, không sám hối được. Lẽ ra thì dù ở nơi đâu thì thời gian rồi nó cũng nguôi qua, nó cũng phải suy tư, rồi nó cũng phải thấy được cái chỗ. Còn đằng này thì các cô không thấy được, không về sám hối. Ít ra thầy nói như nào cũng phải về sám hối. Mặc dù bây giờ là cô Út nó không cho, nhưng mà con về đây con không dám. Bởi vì ý của cô Út không cho con thì thôi, nhưng mà con về cũng xin sám hối. Sám hối của Út bởi vì đó là cái lỗi lầm của con. Trước đó con không thấy, bây giờ con thấy thì con xin sám hối, xin Út tha. Nhưng mà chừng nào mà Út thấy được thì Út cho con trở về tu tập, mà chưa được thì Út phạt con. Thì bất kỳ con ở chỗ nào, con cũng luôn luôn con cũng mong một ngày nào mà Út thấy con biết ăn năn sám hối thì Út cho con về. Một lời nói như vậy thì chắc chắn là sớm muộn rồi thì Đào cũng sẽ được về. Đằng này nó không về xin sám hối, nó nhắn nhè, nó nói đầu này kia thôi. Nó về đây nó nói một lời nói đi, rồi nó xin ra đi. Chứ nó không xin ở mà nó xin ra đi. Bởi vì con làm lỗi cho nên con không dám ở đây nữa. Út chừng nào Út cho thì con ở, mà Út cho. Thì như vậy rõ ràng là cái sám hối đó nó có một cái giá trị. Tức là mình hồi tâm, mình thấy được cái chỗ sai của mình. Mặc dù bây giờ nó đi ra nói gì nói, nhưng mà khi mà biết sám hối vậy thì bao nhiêu cái tội lỗi đó nó đều đổ xuống đó. Đâu thầy ví dụ cho các con thấy trong những ngày đó. Đó là nó tạo được cái duyên để mà tu học đúng chánh pháp của Phật. Còn không khéo thì bây giờ nó ngồi thiền, nó cứ nghĩ rằng, ở trong đầu thì nó nghĩ rằng mình cứ nhiếp tâm, mình ngồi như vậy là ức chế được cái âm thanh, rồi phá được các hành, thì tức là nhập định, rồi làm chủ được sanh tử vậy. Không bao giờ vô đâu các con. Nếu mà không tu đúng tứ chánh cần thì không vô nổi đâu. Coi vậy chứ không đơn giản đâu. Bởi vì đạo Phật. Còn nếu mà các con muốn mà vào được tịnh chỉ các hành, hơi thở thì các con phải dùng tưởng đó. Phải dùng mà là thần chú nè, phải dùng là mật tông nè, phải luyện những cái này thì các con sẽ đọc thần chú lên, các con biểu nó ngưng hơi thở thì thời mai nó ngưng đó, mà nó ngưng trong cái tưởng chứ không phải là ngưng thật, chứ không phải là tu theo cái thanh tịnh tâm đâu, mà tu theo cái tưởng thì có thể làm được. Nhưng ở đây thì các con cũng hiểu rồi, do đó thầy nói bây giờ các con hãy lo cho mình đi, lo cho mình để rồi từng những người bạn quen thân của các con nó có đủ duyên thì các con sẽ đem cái pháp mà các con thực hiện được trong 6 tháng từ đây tới các con xong rồi, thì các con cứu khổ mấy người đó cũng không khó khăn gì. Cái nhân duyên của các con nó có với những người đó, thì các con nói họ nghe, họ biết cái lỗi, cái sai của họ liền, thì do đó các con sẽ độ. Ở trong này thì các con thấy mình sống chung nhau là có nhân duyên rồi. Mà có nhân duyên rồi thì từ đó mình nhắc cái họ nghe liền. Đó, thì các con đừng có nghĩ xa vời, mà hãy nỗ lực thực hiện những cái mà thầy dạy. Bây giờ phải cứu mình trước đi, đừng có nghĩ ai hết, đừng có lo hết. Họ có đủ duyên phước thì tức là nó có duyên thì cô Út sẽ gọi họ về, còn không có thì thôi. Cũng như họ có đủ duyên thôi, mặc hạnh gọi mai mốt để mà chính đức nó chở con về Hà Nội để nó cất cái chùa cho con tu vậy. Lời thầy nói muôn năm nó còn ở trong băng này chứ đâu mất được, các con đâu có mất được. Do đó nó thành Phật ở Hà Nội chứ nó thành ở trên Trúc Lâm chứ đâu phải ở chùa Đồng. Con mai mốt làm tổ sư Trúc Lâm ở chùa Đồng chứ đâu phải ở đây đâu. Cho nên ân nghĩa đó gieo nhân quả đó.
Cho nên chẳng qua những cái gì cũng đều do nhân quả mà ra mà thôi. Do mình tạo nhân quả tốt thì nó sẽ hưởng được cái nhân quả tốt, mà mình tạo cái nhân quả xấu thì nó sẽ hưởng cái nhân quả xấu mà thôi. Cho nên ở đây tùy theo cái nhân quả mà chúng ta nỗ lực, chúng ta thực hiện tu tập trên con đường tu tập của mình. Nếu mà không thực hiện được cái nhân quả tốt để mà ngăn chặn các pháp ác á, thì con đường tu tập của chúng ta cũng khó. Bởi vì cái pháp tứ chánh cần rõ ràng là cái pháp mà tạo cái nhân quả thiện, chứ không có tạo cái nhân quả ác. Cho nên ngay từ cái pháp đầu tiên mà chúng ta tu tập thì như các con cũng đã thấy rằng đó là cái toàn bộ là chúng ta giữ gìn cái thiện pháp mà ngăn chặn và đoạn trừ các pháp ác, không có để cho các pháp ác sanh khởi ở trong tâm của chúng ta từng phút từng giây. Và đồng thời chúng ta có những cái loại thiền định, cái loại thiền định đó để mà chúng ta thực hiện được, ngăn chặn được các pháp ác và đoạn dứt các pháp ác. Chứ không phải chúng ta không có pháp, có pháp hẳn ngoài. Như vậy bây giờ các con đã thấy được, các thầy đã thấy được cái pháp mà của Phật dạy cụ thể và rõ ràng. Thực hiện nó phải đi pháp nào, như thế nào rõ ràng để chúng ta đạt được cái tứ chánh cần. Thì đạt được cái tứ chánh cần thì ngay đó là tâm chúng ta có giải thoát rồi. Giải thoát liền tức khắc, hàng giờ, hàng phút, hàng giây như thầy đã nói. Cho nên ở đây chúng ta thấy nó rất rõ ràng. Những vị A-la-hán, ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành nghiệp thường vắng lặng. Đó thì các vị thấy rõ ràng là ở các con cũng như các thầy đã thấy, gọi là một vị A-la-hán, cái ý nghiệp nó thường vắng lặng. Tức là đâu có cái niệm nào ở trong đó, nó phải thường vắng lặng chứ. Còn mình cứ nghĩ cái này, nghĩ kia làm sao gọi là vắng lặng. Đó. Mà ngữ nghiệp thì vắng lặng, tức là miệng của mình, cái ngôn ngữ, ngữ nghiệp là cái ngôn ngữ của mình, có nói không? Không có nói, cho nên nó thường vắng lặng. Và cái hành nghiệp thường vắng lặng, cái hành nghiệp là cái thân hành của mình, nó thường, nó vắng lặng, nó không có cái hành động ác ở trong đó, cho nên nó phải vắng lặng. Lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn luôn. Luôn luôn lúc nào, chúng ta nó luôn luôn lúc nào mà chúng ta được vắng lặng như vậy á, thì cái chánh trí là cái trí sáng suốt của chúng ta như thế nào. Ở trong cái thiện pháp nó có cái biết chứ đâu phải là cái không biết. Cho nên cái đó gọi là chánh trí. Cũng như bây giờ tâm thầy nè, không sân, không si, không tham, không muốn, không khởi, ham muốn cái này, không nhớ, không nghĩ, không lo, tất cả mọi cái. Thì ngay cái chỗ này thầy có ngủ quên không? Thầy có vô ký không? Đâu có vô ký, cho nên thầy còn chánh trí chứ. Thầy còn biết rất rõ chứ. Thầy còn thấy được cái thọ, cái thân của mình, cái tâm của mình, nó do cái chỗ mà ly dục ly ác pháp nó có cái an lạc của nó chứ. Thầy biết rất rõ, cho nên đó là cái chánh trí của thầy chứ. Mà cái chánh trí đây là cái chánh trí gì? Chánh trí giải thoát. Ở trong thiện pháp là giải thoát rồi, chứ đâu phải là thiện pháp như thầy đã dạy đó. Trước kia tu mà tứ vô lượng tâm đó, nó có được giải thoát không? Lo kêu gọi Phật tử đóng góp tiền bạc, rồi ghi sổ ghi sách, rồi đi mua gạo, mua thóc, mua quần, mua áo, mua mì gói, rồi mua xà bông, bột ngọt, mua loại này loại kia đủ thứ để chúng ta đi làm việc từ thiện, bố thí cho những cái người bị nhà cháy, bị lửa, bị nước trôi, thì tất cả những cái việc này họ có được cái tâm mà yên an ổn không? Mặc lo lắng suy tư ở trong này nè, bây giờ phải còn thiếu bao nhiêu, bây giờ ở cái khu đó nó như vậy là bao nhiêu nhà, rồi bây giờ nó còn thiếu bao nhiêu, mỗi nhà vậy là phải cho nó người ta bao nhiêu, mỗi người phải lãnh bao nhiêu, do nó tính toán đủ thứ ở trong đầu của mình như vậy. Thì thử hỏi cái đó nó có vắng lặng không? Nó không vắng lặng. Mà việc thiện đó nó không vắng lặng như vậy thì nó đâu phải là giải thoát của đạo Phật. Cho nên chúng ta thấy một vị A-la-hán, tức là một người mà đã giải thoát, thì ngay khi mà chúng ta đâu có cần phải có tam minh hoặc là thần thông phép tắc gì, mà ngay khi cái ý nghiệp của chúng ta, cái ý của chúng ta không có khởi một cái niệm gì hết, vắng lặng. Cái ngữ nghiệp chúng ta không có nói gì hết, luôn luôn chúng ta làm mà chúng ta không nói gì hết, nó vắng lặng. Và cái hành động của chúng ta hàng ngày nó không có một cái niệm gì ác hết, không có cái sự việc gì động mà làm cho đau khổ chúng sanh hết. Nó đó là nó đang ở trong vắng lặng. Chứ không phải là cái hành nghiệp vắng lặng là chúng ta ngồi như cái gốc cây, không phải như vậy. Ở đây chúng ta nằm nhầm ở trong cái ác pháp và cái thiện pháp
nhằm ở chỗ tứ chánh cần, mà chúng ta nói về một bậc A-la-hán. Cho nên ngay đó mà chúng ta đã giữ được những cái hành động như vậy, thì tức là chúng ta là bậc A-la-hán giải thoát hoàn toàn đó. Nên luôn luôn lúc nào tâm của chúng ta cũng được an ổn. Thấy chưa? Thấy giải thoát chưa? Thấy rõ ràng chưa? Thấy chúng ta là A-la-hán hay là không phải A-la-hán? Nhưng mà A-la-hán của chúng ta bây giờ nó chỉ có được một phút à. Rồi cái bắt đầu đó nó trở thành phàm phu. Có không? Quý thầy có không? Bây giờ chúng ta không có gì hết, trong tâm không có gì hết. Nhưng chút nữa cái nó phàm phu liền á. Nó không có kéo dài được cái trạng thái A-la-hán. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải có những cái pháp thực hành để cho nó kéo dài cái trạng thái đó. Mà gọi là thiện xảo an trú ở trong cái định đó. Cái định chánh niệm tỉnh giác đó. Thiện xảo an trú trong cái định vô lậu đó. Đó là thiện xảo. Chứ không phải đợi sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền mình mới thiện xảo trong đó. Mà cái định chánh niệm tỉnh giác, mà cái định vô lậu, chúng ta vẫn thiện xảo để mà chúng ta kéo dài cái trạng thái không ác pháp, thiện pháp này. Thì đó là thiện xảo chứ. Thiện xảo là khéo léo để cho tâm chúng ta an trú mãi ở trong đó mà không có một cái ác pháp khởi ra. Thì đó gọi là thiện xảo. Cho nên cái gì mà chúng ta muốn kéo dài được, cái tăng trưởng được cái điều đó là phải có sự khéo léo, phải có sự thiện xảo ở trong đó thì chúng ta mới được an trú trong đó. Mà cái thiện xảo, cái khéo léo đó là chúng ta phải tùy theo ở cái khả năng và đặc tướng của mình để cho mình thiện xảo, mình khéo léo nó mới kéo dài được cái trạng thái giải thoát. Còn nếu mà mình không thiện xảo, không khéo léo thì mình không có được giải thoát. À, trong cái cảnh mà yên tĩnh như quý thầy ở phía sau đó, thì cảnh đó là cảnh rất vui đối với A-la-hán. Nhưng mà cái người mà ham cái chuyện đời ấy, thì cái cảnh mà yên tĩnh thanh vắng ở khu sau đó thì coi như là cái địa ngục của quý thầy. Trời ơi, nó buồn quá trời. Gì mà nghe nó vắng lặng, gì mà nó nghe nó không ai nói chuyện hết. Nhìn cái đám cây cũng như cái rừng ở trong rừng như vậy, các thầy thấy buồn khổ quá. Thôi xách cuốc đi dãy làm cỏ ha, hoặc là đi làm cái này cái khác ha, hoặc là kiếm sách kiếm báo nằm đọc cho nó vui. Thì như vậy rõ ràng là quý thầy đã phá cái cảnh thanh tịnh nơi tâm của quý thầy. Cho nên cái cảnh mà thanh tịnh vắng lặng như vậy đó là rất vui đối với vị A-la-hán. Người mà gọi là A-la-hán thì người ta sống trong cái cảnh mà thầy đã đặt cho quý thầy ở đó. Đó là cái cảnh rất vui cho quý vị. Còn cái người mà thấy cái cảnh này nghe nó buồn khổ quá, cho nên lợi thất người này nói chuyện, lợi thất người kia nói chuyện để cho vui đó, thì thôi thôi. Thật sự ra thì sống giữa chợ đi cho xong, chứ còn sống trong cái cảnh này thì đâu có phải. A-la-hán thì người ta sống trong cái cảnh vắng lặng như vậy đó. Nhưng người đời thì chẳng ưa thích. Trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán thì lại tránh xa. Cho nên cái cảnh mà dục lạc của thế gian, ồn náo, vui chơi, xe cộ, chạy qua chạy lại, thế này thế khác, ăn uống ngủ nghỉ rồi đó, thì đó là cái cảnh của thế gian. Còn cái cảnh của A-la-hán, tránh xa từng cái ăn uống ngủ nghỉ gì, họ cũng tránh xa hết. Họ sống thanh thản yên lặng của đời sống của họ, trầm lặng ở trong một cuộc sống của họ. Đó là những bậc A-la-hán. Thì cái phần mà tu tập hôm nay nó về mà tứ chánh cần á, thì chúng ta phải biết rằng cái vấn đề rất quan trọng là chúng ta phải sống trong cái cảnh mà tạo cái cảnh nơi tâm của mình cho được yên lặng. Nó không có cảnh đó thì chúng ta phải tạo cho cái cảnh đó nơi tâm của mình để cho nó được sống trầm lặng, sống cô đơn, không nói chuyện gì hết. Thì như vậy là cái ưa thích của một cái người. Nếu mà chúng ta ưa thích cái cảnh đó thì tức là chúng ta là bậc A-la-hán. Mà chúng ta chưa có ưa thích cái cảnh đó thì chúng ta chưa phải là bậc A-la-hán. Như vậy là chúng ta tiếp tục để mà chúng ta thực hiện tứ chánh cần thì chúng ta cần phải ưa thích cái cảnh mà yên tĩnh. Cho nên do một cái nhân duyên mà các con ở bên nữ, các con đã mất đi một cái cảnh yên tĩnh để rồi tiếp xúc cái cảnh động. Nhưng tiếp xúc cảnh động thì các con lại nỗ lực hơn, tích cực hơn, chứ không khéo rồi các con sẽ ở trong cảnh tịnh mà rồi sanh ra làm việc này việc khác để cho nó bớt cô đơn, để làm cho nó vui, hoặc là đến thất này nói chuyện, đến thất kia nói chuyện. Thì ở trong cảnh tịnh mà lại động thì nó không có nghĩa lý gì. Cho nên ở trong cảnh tịnh mà cảnh tịnh phải sống một mình, không nói chuyện với ai, thì cái tịnh đó nó lại càng thêm tịnh. Nó sống lại với nội tâm của mình,
nó xa lìa toàn bộ các ác pháp. Thì như vậy mới là cảnh tỉnh. Ở đây thì khi mà chúng ta mà thắng lại mình, tức là ngăn chặn được ác pháp, không có cho nó tăng trưởng và đoạn dứt nó được, thì Kinh Pháp Cú dạy như thế này: thắng ngàn quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quân liệt. Cái câu Kinh Pháp Cú này rất hay, là vì mình thắng được cái tâm của mình ham vui, thắng được cái tâm chạy theo dục lạ, thắng được cái tâm mà không cho nó khởi niệm do cái chánh niệm tỉnh giác định, do cái định vô lậu mà mình chiến thắng, hoặc cái định niệm hơi thở mà mình không cho các niệm nó khởi vào, tức là mình đã tự thắng mình. Còn mình để các niệm nó xen ra xen vô thì đó là mình không có thắng mình được rồi. Mà không có thắng được mình thì nó không phải là chiến công quân liệt. Thứ nhất, cho nên thắng ngàn quân địch chưa gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quân liệt. Thì hôm nay các thầy đã, các con đã thấy được cái sự chiến thắng nơi nội tâm của mình mới là sự chiến thắng. Không phải là mình đi đánh lộn người ta, mình đánh hơn người ta, mình là chiến thắng đâu. Mình đánh một mình đánh 10 người, 100 người chưa phải là chiến thắng đâu. Mà mình thắng được nội tâm của mình, không cho ác pháp sanh khởi, không cho nó tăng trưởng, đó là một chiến công quân liệt nhất, mình thắng mình. Câu Kinh Pháp Cú Kế dạy: tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Đó, tham là ác pháp mà. Cho nên mình luôn luôn mình phải giữ gìn rất là nghiêm chỉnh. Mà giữ gìn nghiêm chỉnh ở đây mình có pháp chứ đâu phải là không pháp. Mình sao mà mình sợ, mình nói giữ nghiêm chỉnh là danh từ giữ, rồi mình biết giữ nó sao. Còn ở đây mình có pháp nè, có pháp giữ nó nè, chánh niệm tỉnh giác mình có pháp giữ nè, định vô lậu mình có pháp đoạn nè, dứt nó nè, hơi thở mình có pháp giữ nó nè. Rõ ràng là mình có pháp để mình giữ nó, cho nên mình sẽ chiến thắng được. Mình đi đánh trận mà mình có đủ binh thơ đồ trận, mình có đủ mưu kế, mình có đủ vũ khí tối tân thì mình phải thắng trận rồi. Mà đây mình tu hành, mình có đủ pháp để cho mình tu tập thì mình phải thắng rồi. Chứ đâu phải là mình tu mà như không có pháp. Từ lâu tới giờ đó, thì thấy các thầy cũng đi tu theo Phật, nhưng mà sự thật ra các thầy không có ngay cái mặt trận của nội tâm mà quý thầy thắng. Quý thầy tu tập ở đâu xa không à, chứ không có thắng tâm mình. Bắt đầu thí dụ như mình tu cái thiền Đông Độ thì mình biết vọng liền buông, mình buông để làm gì thì mình cũng chưa biết cái mục đích buông để làm gì. Còn ở đây á, mình thắng nó là mình thắng ác pháp, thắng được cái nội tâm của mình không cho khởi ác pháp, mà mình có những cái pháp để mình tu nó. Còn cái kia mình cứ giữ tâm mình mà mình không biết cách giữ như thế nào để cho niệm thiện niệm ác không có. Nó thì cái sự tu tập của mình nó phải có pháp, mà nếu không pháp thì đó làm lần nói xuông. Nó thì hôm nay qua hai cái câu pháp cú, mình thắng ngàn quân địch không bằng thắng tự mình, mà mình tự thắng mình dễ dàng hơn là thắng kẻ khác. Mà muốn thắng mình thì luôn luôn phải ngăn chặn không cho các ác pháp sanh khởi, không cho nó tăng trưởng, thì tức là mình đã chiến thắng được nội tâm của mình. Thì trên cái bước đường mà tu tập, chúng ta đã có pháp, đã biết cách, thì chúng ta phải nỗ lực, phải thực hiện cho nó sâu, cho nó thâm sâu, để kéo dài từng giờ này đến giờ khác. Như vậy bây giờ thì hầu hết là các con và quý thầy cũng đã rõ, thì hàng ngày chúng ta phải tinh tấn nỗ lực. Sống trăm tuổi mà giải đãi không tinh tấn chẳng bằng chỉ sống một ngày mà hăng hái tinh cần. Ở đây thầy muốn nói về tứ chính cần. Dù bây giờ các thầy mà sống tu có cầm chừng đi nữa, dù là tu tứ chính cần mà cầm chừng đi nữa, thì chẳng bằng người ta sống trong một ngày mà người ta hăng hái, người ta nỗ lực, người ta giữ một ngày một đêm không có một cái niệm ác xen vô. Còn quý thầy cứ để cho lát có cái niệm này xảy ra, có lát nữa có niệm khác xảy ra, thì bây giờ có sống trăm tuổi nữa cũng không bằng người ta sống trong một ngày. Bởi vậy thầy nói 3 tháng, 6 tháng là xong. Còn nếu mà quý thầy không nghe lời mà quý thầy tu cái kiểu của quý thầy á, thì bây giờ nó 10 năm sống thêm trăm tuổi nữa, bây giờ là 40, 30 tuổi rồi mà sống thêm 100, 200 tuổi nữa cũng chẳng đi tới đâu hết. Nghĩa là tu cái kiểu đó không bao giờ tới đâu. Phải, người ta nói phải miên mật,
Phải miên mật là như tường đồng vết sắt, không có kẽ hở cho nó lọt vào. Ác pháp không có được sanh khởi, không được tăng trưởng, không có được lọt vào ở trong cái chỗ, cái tâm của chúng ta. Toàn là thiện pháp. Nghĩa là chúng ta phải miên mật, phải kín đáo, phải như tường đồng vết sắt, không có kẽ hở. Còn như vết liếp như vậy thôi rồi, thì tâm của quý thầy bây giờ mà tu chánh tứ chánh cần, thầy nhìn như là cái tấm liếp của chúng ta đây thôi. Nghĩa là nhìn ra ngoài, thấy ở ngoài hết rồi. Thì ở ngoài nó lọt vô biết bao nhiêu chỗ nào lọt. Cho nên tu như vậy thì biết đời nào mà cho. Cho nên phải nỗ lực thực hiện là tâm mình kín đáo. Nghĩa là từng phút từng giây nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, định hơi thở liên tục ở trong những pháp này. Mà chúng ta nỗ lực kéo dài để giữ ác pháp không cho sanh khởi. Nghĩa là không cho nó kẻ hở mà nó lọt vào trong tâm chúng ta. Đó là chúng ta đã chiến thắng đó. Chúng ta đã chiến thắng được tâm mình đó. Còn nếu mà để cho nó kẻ hở mình lọt vô á, là quý thầy tu không biết chừng nào mà cho được. Mà rồi đây thì các thầy sẽ thấy rằng trong cái thời gian gần tới đây thì các thầy phải làm những cái việc lợi ích cho mọi người, chứ không thể mà ngồi. Cho nên phải ráng nỗ lực hết sức đi, để rồi tâm hở, từng đó các thầy sẽ thấy sự giải thoát tới với thầy. Hãy gấp rút làm những việc lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy. Đó là cái câu pháp cú dạy cho quý thầy đó. Nghĩa là bây giờ phải gấp rút giữ gìn cho tâm mình luôn luôn nó là thiện, không được các pháp ác nó xen vào. Chế chỉ tâm tội ác của nó, tâm các pháp ác nó không có cho nó xen vô. Mà hễ biến nhát, lười biếng một chút á, bởi vì ở đây á, nó phải là tinh tấn rồi, nó phải siêng năng rồi. Cho nên tứ chánh cần là phải siêng năng tinh tấn tu tập. Chứ còn lười biếng thì không thể nào mà có thể pháp ác nó không xen vô. Mà hễ lười biếng thì với cái việc mà ngăn chặn cái pháp này á, thì việc lành này á, thì giờ phút nào thì tâm nó sẽ duyên theo các pháp ác giờ phút này, nó sẽ khởi ra. Và như vậy thì chúng ta không bao giờ mà thực hiện được cái sự giải thoát của chúng ta. Nếu đã lỡ làm ác, chớ nên thường làm hoài. Nếu nó lỡ nó sanh ra một cái niệm nào trong đầu thì chúng ta nỗ lực khắc phục. Từ đây về sau phải chặn đứng, không có cho nó sanh vô nữa. Đó là thì chúng ta mới có sự quyết tâm, nhiệt tâm như vậy á, thì nó mới có thể hết. Chứ còn nếu mà không có nhiệt tâm, quyết tâm vậy thì nó không hết. Chớ vui mà làm hoài, chớ thấy nó như vậy mà dễ dãi, rồi để nó cứ nó ra vô hoài ở trong cái tu tập của mình á, thì như vậy là không bao giờ hết. Hễ chứa ác nhất định phải thọ khổ. Hễ mà có cái tâm mạnh ra vô như vậy thì quý thầy sẽ thấy khổ. Các con cũng bình nữ, các con cũng biết là nó sẽ khổ đó, chứ không phải khổ đó. Nếu đã làm việc lành, hãy nên thường làm mãi, nên vui làm việc lành, hễ chứa lành nhất định là hưởng sự giải thoát, tức là thọ lạc. Ở trong câu pháp kinh pháp cú này dạy như vậy đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải nỗ lực thực hiện những cái điều lành để mà luôn luôn tâm chúng ta được lành, thì chúng ta sẽ thọ được những cái quả an lạc. Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng chẳng đưa lại quả báo gì cho ta. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình. Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn, từng khi ít mà nên. Nghĩa là chúng ta đừng có nghĩ rằng ngày nay mình chỉ có một lần nó khởi cái niệm ác ở trong đầu của mình, tức là một cái niệm nào thương ghét thôi. Chứ thầy cũng nói đừng có nghĩ rằng chúng ta nghĩ chúng ta giết người gọi là ác đâu, mà đây là khởi một cái niệm thương nhớ hoặc lo gì đó, thì nó cũng đủ rằng đó là một cái giọt nước nó nhỏ này. Mà ngày ngày mà nó nhỏ như vậy thì cái bình nó cũng sẽ đầy. Cho nên kẻ ngu phu á, sở dĩ đầy tội ác là bởi chứa dồn từng khi một ít, nghĩa là ngày chút. Cho nên chừng đó cái tâm của chúng ta đến lúc của nó, người ta nói tiếng nói cái nó sân lên liền, nó tức giận nó lên liền, nó không có vui vẻ được, do chúng ta chứa từng chút cái niệm ác nhỏ, cái niệm khởi nhỏ đó. Mà cho đến khi đụng chuyện thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta chẳng có giải thoát được chút nào. Đó là cái quan tâm, cái lưu ý của chúng ta. Cho nên hàng ngày thật sự ra quý thầy không có lưu ý đến cái niệm nhỏ, tưởng nó không có cái gì, nó đâu có làm cái gì tâm chúng ta phiền não giận hờn đâu. Nó khởi cái niệm đó thôi chứ có gì đâu. Nó thương, nó nhớ, nó ghét, nó hoặc cái gì nó cũng đâu có gì mà khổ cho mình đâu. Nhưng mà cứ lần chút vậy, chứ mà nó đầy bình đó. Mà khi đầy bình chừng nào chúng ta biết nó đầy không? Khi mà người ta nói một cái lời nói gì nó không hợp với mình,
nghe nó mình tức đó, đó là nó đầy bình đó. Nó đầy bình nó mới tức, nó chảy ra đó, nó tràn ra đó. Còn nếu mà nó đã cạn, nó đã hết sạch rồi thì nó không tràn ra chút nào hết. Ai nói gì, nói chữ mình gì chữ mình như cục đất đó, đó là nó đã cạn hết. Còn bây giờ nó đầy bình, nó nhiễu đầy hết rồi. Cứ một ngày thầy nó có một niệm ác là nó đã nhỏ vô cái bình tâm của quý thầy, nó chứa ở trong đó. Cho nên không ai động tới thôi, mà động tới một cái là các thầy nhảy nai lên liền như một con cọp dữ, chưa nhịn ai được ai đâu, chưa nhẫn được ai. Nó chưa đúng lúc, chứ đúng lúc rồi thì các thầy lộ ra cái tướng sân của các thầy dữ tợn, là vì những cái niệm đó mà nó đã nhỏ vào trong cái bình của quý thầy. Chớ khinh điều lành nhỏ, nghĩa là hàng ngày mình coi thường cái việc lành của mình, tức là mỗi cái niệm ác nó khởi ra thì cái lành nó sẽ mất đi. Cho nên chúng ta đừng có khinh cái chuyện mà giữ gìn cái niệm ác đó thì cái niệm thiện nó mới tồn tại, nó mới giữ được. Cho nên nó mới có cái niệm thiện. Do đó chúng ta coi thường cái niệm thiện, cho nên chúng ta để niệm ác xen vô. Chứ nếu mà chúng ta không có khinh thường cái niệm thiện nhỏ này á, thì chẳng bao giờ mà chúng ta có cái quả báo nào. Tức là người ta chửi mình như cục đất liền, chẳng đưa lại quả báo cho ta. Nghĩa là mình thấy rằng cái việc nhỏ này nó đâu có đem đến cái phước báo cho mình đâu. Phải nói rằng giọt nước nhiễu lâu ngày cũng làm đầy bình, kẻ trí sở dĩ toàn thiện bởi chứa dồn từng ít từng khi ít mà nên. Nghĩa là mình cố mình giữ gìn, đừng cho cái ác pháp chen vào, thì cái thiện pháp nó cứ một ngày một chút, ngày một chút, cho đến khi nó toàn diện thì lúc bây giờ chúng ta mới thanh tịnh toàn tâm. Không, ngày chúng ta giữ nó đừng cho xen vô, thì ngày bữa nay nó cũng được vậy, ngày mai được vậy, ngày mốt được vậy, rồi một tháng được vậy, rồi hai tháng được, ba tháng được vậy, thì luôn bây giờ ba tháng được vậy là cái bình của chúng ta nó đã đầy rồi, đầy thiện pháp rồi. Mà đầy thiện pháp thì nó đủ cái quyền lực để mà chúng ta sai khiến được cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Thì như vậy rõ ràng hàng ngày chúng ta tu tập cái này mà chúng ta sẽ đạt được cái thiền định rất là vĩ đại. Đó là những cái bài kinh pháp cú Phật đã dạy như vậy. Đem ác ý xâm phạm đến người không tà dại, thanh tịnh vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại làm ác như ngược gió mà tung bụi. Câu kinh pháp cú này thì nó nói cái trong cái vấn đề là mình đem cái ác ý của mình mà xâm phạm đến người khác, đây là quá thô rồi. Đây là những cái ác nó thô chứ không phải còn vi tế ở trong tâm của mình. Mà sự thật ra thì như ví dụ như cái bình mà mỗi ngày nó có một cái niệm ác nó nhỏ vào, coi thường, mình coi thường, cho nên cái công phu tu của mình nó không kết quả. Mà mình coi thường cái sự mà những cái việc giữ gìn cho cái tâm nó kéo dài cái trạng thái thiện, mình coi thường nó để cho ác pháp xen vào thì cái kết quả nó cũng chẳng ra gì. Mà mình coi trọng về cái thiện pháp, mình cố gắng giữ gìn cho miên mật thì cái ác pháp không có sinh khởi, càng toàn thiện pháp. Thì như vậy thì không có, mình sẽ được cái sự giải thoát hoàn toàn mà không bị cái thô của ác pháp. Cái thô của ác pháp có nghĩa là như người mà ngược gió mà tung bụi. Nghĩa là mình đứng ở dưới gió, gió thổi ở trên thổi xuống mà mình tung bụi thì bụi nó sẽ rớt vào mình hết.